Ôi, à, vâng à, chào cô tuyết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu à, cái chủ đề đó là dinh dưỡng ưu việt vậy thì à, hai tuần vừa rồi ấy, thì à, cô đã trải nghiệm tại nhóm thì cô đã dùng à, trà vẽ một đúng không ạ cô thấy à, cảm thấy cơ thể mình như thế nào ạ à cân đã giảm được à, hơn 2 kg đúng không ạ người nhẹ nhõm và khỏe ra à, vậy thì hôm nay cô ạ chúng ta cùng tìm hiểu xem là vậy thì cơ thể của mình ấy có phải nó chỉ cần à là như vậy là đủ không hay là nó cần nhiều các cái nguyên tố khác, các cái chất khác trong cơ thể nhá. Vậy thì à, có một cái câu chuyện ấy, ở trên thế giới có một cái ngôi làng à, mà ở đấy mọi người dân ấy là tuổi thọ người ta đều à, sống tới 130 đến bốn 140 tuổi và những người mà sống ấy chỉ 100 tuổi thì còn gọi được chết non đúng không ạ? À, nhưng mà cô có biết đấy tuổi thọ trung bình người Việt Nam hiện tại là bao nhiêu không ạ? À, hiện tại trung bình người Việt Nam ấy À, nhớ con nhớ không nhầm là rơi vào tầm khoảng 70 đến 72 tuổi tùy thuộc vào giới tính đó vậy thì tại sao uh, lại có những sự khác nhau về tuổi thọ như vậy và các nhà khoa học người ta nói rằng ấy là nếu mà theo bộ gen đúng con người và được ăn được uh, cung cấp một cái dinh dưỡng và có một lối sống hợp lý lành mạnh thì chúng ta có thể sống được tới 100 thậm chí là tối đa là 160 tuổi nếu cái bộ gen con người nhưng tại sao chúng ta chỉ sống được tới 70 tuổi tới 80 tuổi là cùng mà chúng ta lại không thể sống thọ hơn đúng không ạ vậy thì uh, nó giống như là một cái xe đúng không ạ một cái xe hai cái xe cùng là cái gem thái có người bây giờ đi đến hai ba mươi năm rồi vẫn còn rất là tốt nhưng cũng có cái xe đấy có người đi chục năm xe đã hỏng rồi vậy thì xe hỏng ấy thì có phải là do người dùng hay là do nhà sản xuất ạ à do người dùng đúng không ạ vậy chúng ta sống khỏe mạnh hay chúng ta sống thọ là do chúng ta hay là do bố mẹ à, vậy chủ yếu là do chúng ta đúng không ạ? Do cũng là hai anh em sinh đôi nhưng lại có những người sống rất là thọ, có người lại sống lại rất là 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 gọi là chết uh, trẻ đấy ạ. Đó chính là do chúng ta chưa biết cách bảo vệ, chưa biết cách chăm sóc sức khỏe của mình. Đó. Vậy thì tại sao mà để chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta phải cần như thế nào? Đó. Vậy chúng ta hình dung như thế này, để một cái xe nó đi được bền vững ấy thì mình có phải chỉ cần đổ xăng không ạ? À rõ ràng là không đúng không? Chúng ta phải bảo dưỡng nó, chúng ta phải tra dầu, tra nhớt đúng không ạ? Phải thay thay dầu thường xuyên, thậm chí là phải bảo dưỡng thường xuyên. Vậy cơ thể chúng ta cũng như vậy, nó không chỉ có cần đồ ăn đa lượng. Chúng ta ăn đồ ăn đa lượng ấy là chúng ta chỉ làm no dạ dày thôi, nhưng muốn chúng ta muốn có một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn thì chúng ta phải cần những đồ ăn vi lượng. Đây. Vậy thì đây là cái hình ảnh minh họa này, cơ thể chúng ta ấy giống như là một cái vũ trụ thua nhỏ ngoài kia vũ trụ có gì ấy, có đồng trì nhôm gang sắt thì trong cơ thể của chúng ta cũng phải có những chất đấy và người ta nói rằng ấy để một ngày chúng ta cần thiết chúng ta đủ chất ấy thì chúng ta phải cần tới 90 chất và cần chúng ta phải cần 90 chất và cần thiết là 40 chất và tối cần thiết là 20 chất nhưng mà chị thấy này để mà chúng ta đủ được bằng đó chất thì có đơn giản không ạ rõ ràng là rất là khó chúng ta chỉ có thể ăn được tầm khoảng 5 đến 6 món ăn một cùng một ngày là cùng nếu mà chúng ta đủ chất như vậy thì chúng ta phải ăn gọi là buffet hàng ngày nhưng nếu chúng ta mà ăn như vậy thì người chúng ta sẽ phát phì đúng không ạ chúng ta sẽ thừa calo và chúng ta sẽ không kiểm soát được cân nặng đó chính vì thế mà ngày nay thay vì là các đồ ăn tinh thay vì chúng ta phải ăn nhiều rất nhiều đồ ăn khác nhau thì các nhà khoa học các nhà dinh dưỡng học đã vô, đã nghiên cứu để giúp chúng ta đơn giản hóa cái bữa ăn nhưng lại đầy đủ chất vậy hôm nay em sẽ xin giới thiệu với chị nhé đây là các cái sản phẩm tiêu biểu các cái các cái tiêu biểu của công ty ạ và hai ngày vừa à, 10, hơn 10 ngày vừa rồi thì chị đã được dùng một cái à, bữa ăn lành mạnh đúng không ạ đây là chính là cái f 1 chúng ta bữa ăn này là một bữa ăn vô cùng tuyệt vời nó có tới 30 chất khác nhau trong đó có 21 loại vitamin và khoáng chất và nếu so với lượng đồ ăn ấy, thì nó tương đương với 20 món ăn khác nhau vô cùng là tuyệt vời nhưng mà nó chỉ có 90 calo thôi ạ Còn nếu chúng ta ăn 20 món ăn khác nhau thì chúng ta không thể ăn được và chúng ta cũng sẽ bị phát phỉ thứ hai nữa là mình được dùng một cái ly trà bình thường ngoài kia thì mình dùng các cái ly trà thải độc thải mát gan mát thận nhưng ở đây lại là một cái ly trà gồm có 29 loại nó thảo mộc cô đặc nên là có rất nhiều tác dụng khác nhau như bài hai mình đã được tìm hiểu đó nhưng mà không chỉ dừng lại thế đâu ạ em biết là chị tuyết là một người có vấn đề về đường tiêu hóa đúng không ạ à thế thì hôm nay em xin giới thiệu thêm đó là à, về đường tiêu hóa ấy, thì chúng ta đã học rồi bài 3 chúng ta biết là đường tiêu hóa là cửa ngõ của cơ thể nó giúp chúng ta tiêu hóa à, hấp thụ dinh dưỡng một cách tốt nhất đồng thời cũng là cái cửa ngõ bảo vệ cơ thể khỏi những cái tác nhân từ bên ngoài đó chính là cái anh à, hải quan anh gác à, cửa khẩu để giúp cho ngăn chừa những cái yếu tố có hại cho sức khỏe vậy thì để mà bảo vệ được đường tiêu hóa ấy, thì chúng ta cũng phải thường xuyên làm sạch nó và chúng ta có một cái được gọi là tinh chất lô hội đây là một cái à, thứ vô cùng là tuyệt vời nó được gọi là vàng lỏng trong đông y nó giúp làm sạch đường tiêu hóa làm bong chóc các cái bảng bám đồng thời ấy, nó sẽ làm cho điều hòa nhu động ruột cũng như là giúp làm lành các tổn thương nên là à, cái lô hội này rất là cần thiết không những là cho những người có vấn đề tiêu hóa cho chị mà bản thân gia đình em cũng phải thường xuyên là phòng ngừa cái đường tiêu hóa của mình làm sạch bằng cách là luôn luôn sử dụng cái lô hội này là hàng ngày để làm sạch đường tiêu hóa hay là đây ạ à, đây là chính là uh, sơ cái đây là bình thường ấy thì đường tiêu hóa chúng ta vô cùng là cần thiết chất sơ sơ nó có vai trò là nó làm uh, sạch cái đường tiêu hóa tức là nó uh, làm cho các đầu tố nó bám vào sơ và nó đẩy ra ngoài đồng thời sơ cũng là thức ăn của lợi khuẩn và sơ giúp hình thành phân chính vì thế mà sơ nó chống lại táo bón rất là tốt và bình thường mình ăn rau củ quả cũng rất là tốt rồi một ngày chúng ta cần tới 25 gram sơ và cái sơ mà chúng ta ăn từ rau củ quả được gọi là sơ đại thể sơ đại thể nhưng mà trong chương trình này thì chúng ta có một cái sơ tuyệt vời hơn được gọi là sơ vi thể hay còn được gọi là sơ hoạt hóa cái sơ nó sẽ len lỏi vào các thành các cái đường tiêu hóa các mạch máu nó lôi tất cả các độc tố ra và thải qua ngoài qua đường phân đó và cũng giúp À, là thức ăn của lợi khuẩn Ổn định cái đường huyết của chúng ta đó à, Nên là sơ vô cùng là tuyệt vời Và một ngày ấy, Nếu mà chúng ta chỉ ăn sơ bình thường ấy Thì à, à, Chúng ta phải ăn rất là nhiều Ví dụ như một mớ rau muống to Mình chỉ hấp thụ được 7 gram sơ thôi à, Nhưng mà trong một cái sơ này Chúng ta có tới 5 gram sơ Kết hợp với 5 gram sơ trong cái F1 Là chúng ta có 10 gram sơ trong một bữa Vô cùng tuyệt vời và rất là tốt cho những người có vấn đề Về đường tiêu hóa đấy ạ Đó à. Hay là sao? Thỉnh thoảng chị cũng bị đau xương khớp đúng không ạ? Thì ở đây em sẽ giới thiệu là có một thứ được gọi là canxi hữu cơ ạ. Bình thường thì uh, canxi thì rất là cần thức cho cơ thể rồi. Thiếu canxi có thể gây ra 147 loại bệnh khác nhau. Thì uh, bình thường ấy, mình hay mua canxi ngoài kia thì nó gọi là canxi vô cơ. Nó uh, canxi vô cơ thì nó sẽ hấp thụ chậm hơn là canxi hữu cơ. Đó. Và nếu mà hấp thụ chậm như vậy đặc biệt là canxi nó cần cái yếu tố được gọi là yếu tố bo, cái nguyên tố bo dẫn truyền thì trong sơ à cái canxi của ở mình ấy là can, uh, sơ uh, canxi thực vật có nguồn gốc thực vật và đồng thời nó có cái yếu tố bo dẫn truyền thì nó giúp hấp thụ uh, cái canxi này tốt nhất và không để lại canxi lắng đọng gây uh, sỏi thận đấy ạ. Đó. Hay là cái khớp có cái cái cái, cái được thứ gọi là uh, cung cấp chúng ta cái glucosamin thì bình thường ngoài kia cũng có các cái sản phẩm cung cấp glucozamin nhưng mà thông thường ấy, chứa thêm cái gốc hcl chính vì thế mà chị thấy là nhiều người chữa bệnh khớp xong thì lại bị đau dạ dày bởi vì cái axit đấy nó sẽ làm cho cái đường tiêu hóa chúng ta cái dạ dày nó bị ảnh hưởng nhưng ở đây hoàn toàn là đã loại bỏ cái hcl nên là sử dụng cái này không có vấn đề gì cho đường tiêu hóa chúng ta cả đó và chị thấy này chúng ta cần thiết phải chăm sóc sức khỏe và vô cùng cần thiết là bổ sung cái gì chúng ta thiếu nếu chúng ta ăn uống nó cũng cung cấp được thôi nhưng mà vấn đề kiểm soát calo rất là quan trọng chính vì thế mà những cái thứ này nó giúp chúng ta lại kiểm soát được calo nữa rất là tốt và rất là cần thiết cho cơ thể và bổ sung một liều lượng đủ cho cơ thể chúng ta đó vậy thì hôm nay em sẽ giới thiệu với chị thêm và hiểu về cơ thể của chúng ta và luôn luôn là nhớ là mình cần phải cân bằng về dinh dưỡng và đặc biệt là các loại vitamin khoáng chất thì không được để thiếu nhá rồi chúc mừng chị